Xin kính chào quý phụ huynh và các học sinh lớp 3. Các thân mến, ở trong nội dung video này, mời các em chúng ta tiếp tục làm các đề kiểm tra cuối kỳ nhé. Trích ở trong cuốn đề kiểm tra Toán 3 học kỳ 1 theo chương trình Sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta cùng đến với đề kiểm tra cuối kỳ số 13. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Kết quả của phép chia 525 chia 3 là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta sẽ đi đặt tính cùng thầy nhé. 525 chia 3. Năm chia 3 được 1,1 này. 1 nhân 3 bằng 3 này. 5 trừ 3 thì còn 2 này. Hạ 2 xuống, ta được số 22. 22 chia 3 thì được 7. 7 x 3 bằng 21. 22 trừ đi 21 thì còn 1 này. Hạ 5 xuống, ta được số 15. 15 chia 3 thì được 5,5 này. 5 x 3 bằng 15 này. 15 trừ 15 thì còn 0 này. Như vậy đây là phép chia hết. Vậy ta sẽ có là 525 chia 3, ta được thương bằng 175. Thầy cho mình chọn đáp án A. Câu trắc nghiệm 2. Giá trị của biểu thức 450 trừ 125 nhân 2 là bao nhiêu? Cái biểu thức này của chúng mình là có trừ và nhân. Thì chúng ta phải ưu tiên thực hiện phép nhân trước các bạn. Bây giờ chúng ta thực hiện phép nhân trước nha. 125 nhân 2. Hai nhân năm là 10, viết 0 nhớ 1. 2 x 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5. 2 x 1 là 2, như vậy là 250. Thế thì ở đây, cái biểu thức này nó sẽ bằng là 450 này, chúng ta trừ đi 250. Và hoàn toàn các em có thể nhầm được, nó bằng 200. Vậy chúng ta sẽ chọn cho thầy là đáp án D. Câu trắc nghiệm số 3. Đường kính của một hình tròn gấp bán kính số lần là, đây là kiến thức lý thuyết rồi đúng không em? Đường kính thì sẽ gấp 2 lần bán kính. Chúng ta chọn đáp án A. Câu 4. Bà đi chợ mua 2 chai mật ong. Chai to có 750ml mật ong. Lượng mật ong trong chai nhỏ bằng lượng mật ong trong chai to giảm đi 3 lần. Vậy bà đã mua tất cả là bao nhiêu ml mật ong? Bà đã mua 2 chai đúng không em? Bây giờ chai to thì mình biết rồi. Chai to mình biết rồi. Đó là 750ml. Thế là chai nhỏ chưa biết. Để bà cho thông tin là chai nhỏ bằng lượng chai to giảm đi 3 lần. Tức là mình sẽ lấy 750ml này. Chúng mình đem chia 3. Đúng không? Đó. Khi đem chia 3 thì bây giờ chúng ta sẽ đặt tính 750 chia 3 nhé. Là thầy đặt tính cho mình này này. 750 chia 3 này. Nhiều bạn đã nhẩm ra được rồi đấy, đúng không? Để mình cứ cẩn thận mình tính thôi. 7 chia 3 được 2, viết 2. 2 x 3 bằng 6 này, viết 6 này. 7 chia 6 thì còn 1 này. Hạ 5 xuống. Ta được số 15. 15 chia 3 thì được 5, viết 5. 5 x 3 là 15 này. 15 chia 15 thì còn 0 này. Hạ nốt số 0 xuống. 0 chia 3 được 0, viết 0 này. 0 x 3 là 0 này. 0 chia 0 bằng 0 này. Là như vậy. 750 chia 3 ta được thương là bằng 250, tức là đây sẽ là 250ml. Đúng không? Bây giờ chúng ta cộng lại thì mình sẽ lấy 750ml này, mình cộng thêm với lại 250ml. Đấy, thì mình sẽ ra được là cả hai chai đúng không? Mình sẽ ra được là 1000ml em nhé. 1000ml có đáp án không? Nếu không có đáp án 1000ml thì chúng ta nhìn thấy rằng ở đây là 1 lít đúng không? 1000ml cũng chính là 1 lít đấy em nhé. Em nhớ chưa? Chú ý cho thầy nhé, đổi này, đó là 1000ml thì sẽ bằng 1 lít đấy, không thế nào? Chúng ta chọn cho thầy đáp án C. Chúng ta cùng với thầy đến với câu trắc nghiệm số 5, số hỏi chấm. Hỏi chấm trừ 8 x 8 thì bằng 800 chia 5. Chúng ta thấy rằng là ở mỗi vế của dấu bằng thì là những cái biểu thức nhìn rất là phức tạp đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi làm gọn này. Ở bên vế trái của dấu bằng thì chúng ta có phép tính trừ và phép tính nhân.
thì mình sẽ phải thực nghiệm phép tính nhân trước rồi. Tức là đây sẽ là hỏi chấm này. Trừ đi 8 nhân 8 là 64 em ạ. Nào, bằng cái kết quả bên phải này, bên phải số bằng là 800 chia 5 thì hoàn toàn mình có thể thực hiện được. 800 chia 5 thì các em tính đi, nó sẽ bằng là 160. Đó, em đã tính ra nhé. À, vậy thì bây giờ cái hỏi chấm này đóng vai trò là đóng vai trò là số bị trừ em ạ. Trừ đi số trừ thì nó sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng hiệu nhá. Bằng hiệu này. Như vậy thì số bị trừ bằng gì? Số bị trừ sẽ bằng hiệu cộng với số trừ, tức là cái hỏi chấm này của chúng mình sẽ bằng là hiệu là 160 cộng với lại cái số trừ là 64. Đấy, các em lại đặt tính ra, các em sẽ ra được kết quả là bằng 224 các em ạ. Vậy chúng ta chọn là thầy đáp án B các bạn nhé. Chúng ta cùng đến với câu trắc nghiệm 6. Câu trắc nghiệm 6 thì bài như sau. Nhà An có 18 cây bắp cải như bức tranh này. Mẹ An dự định bán một số cây bắp cải và chỉ giữ lại 1/3 số bắp cải đó. Số bắp cải mẹ dự định bán là bao nhiêu cây bắp cải? Câu này cũng rất là hay nhỉ. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là đề bài đã cho chúng ta là số cây bắp cải lúc đầu của nhà bạn An rồi là 18 cây. Và giữ lại 1/3 số cây đó thì mình sẽ tính cho thầy là số cây bắp cải được giữ lại này. Số cây được giữ lại nhé. Thầy viết ngắn gọn như vậy nhé. Thực ra là số cây bắp cải đấy. Số cây bắp cải được giữ lại này. Thì chúng ta sẽ có là lấy 18 kem chia 3 đi. Bởi vì 1/3 mà đúng không? 18 chia 3 là 6 cây được giữ lại nhé. Vậy thì có tất cả là 18 cây đúng không? Giữ lại 6 cây rồi. Thì chúng ta sẽ lấy cái lượng các bắp cải ban đầu này. Trừ đi số cây được giữ lại thì mình sẽ ra số cây đã bán đi đúng không? Dự định bán ấy là 12 cây. Như vậy là chúng ta chọn cho thầy là câu 6 này đó là đáp án D. Như vậy chúng ta đã xong phần trắc nghiệm của đề kiểm tra cuối kỳ 13 rồi. Chúng ta cùng chuyển sang hai lớn phần tự luận. Phần tự luận của đề kiểm tra cuối kỳ số 13. Bài 1 đã tính rồi tính. Phép tính đầu tiên này, 109 nhân 6. Chúng ta đã tính nhé. Mình thực hiện nhân lần lượt từ phải sang trái này. 6 x 9 thì bằng 54. Viết 4 nhớ 5. 6 x 0 bằng 0 thêm 5 bằng 5 này. 6 x 1 bằng 6 này. Kết quả bằng 654. Phép tính thứ 2. 325 x 3. 3 x 5 bằng 15. Viết 5 nhớ 1. 3 x 2 bằng 6 thêm 1 bằng 7. Viết 7. 3 x 3 bằng 9. Như vậy kết quả bằng 975. Phép tính tiếp theo là phép tính chia. 875 chia 5. Tám chia 5 thì được 1 này. Viết 1. 1 chia 5 là 5. 8 trừ đi 5 thì còn 3. Hạ số 7 xuống ta được số 37. 37 mà chia 5 thì được 7. 7 x 5 bằng 35. 37 trừ 35 thì còn 2. Hạ số 5 xuống mình được số 25. 25 chia 5 được 5. 5 x 5 bằng 25. 25 trừ 25 thì còn 0. Như vậy là số dư bằng 0, tức là phép chia hết các em ạ. 875 chia 5 ta được thưa bằng 175 nhé. Tiếp theo là phép chia cuối cùng. 652 chia 4. Sáu chia bốn thì được một, viết một này, một chia bốn là bốn này, sáu trừ đi bốn thì còn hai. Hạ số năm xuống ta được số 25. 25 chia bốn thì được sáu, viết sáu. Sáu nhân bốn bằng 24 đúng không? 25 trừ 24 thì còn một. Hạ số hai xuống ta được số 12. 12 chia bốn thì được ba, viết ba. Ba nhân bốn bằng 12. 12 trừ 12 thì còn không. Như vậy số dư bằng 0 rồi, phép chia hết đúng không? 652 chia 4 ta được thương bằng 163. Chúng ta đã xong bài 1 rồi các em ạ.
Thầy cho chúng ta cùng đến với bài 2, số hỏi chấm. À, dạng bài này quá là quen thuộc rồi. Đó là chúng ta sẽ đi tìm thành phần chưa biết ở trong phép tính cộng trừ nhân chia. Với phép tính chia thì đứng sau dấu chia thì nó sẽ là số chia các em nhé. Với phép tính chia thì thầy nhắc lại cho các em này. Và số bị chia, chúng mình chia cho số chia thì ta sẽ được kết quả gọi là thương nhé, thầy viết tắt nhé. Số bị chia, chia số chia ta được kết quả gọi là thương. Đúng chưa nào? À bây giờ cái phần phép tính này thì mình vẫn chưa biết thương cụ thể là bao nhiêu cả. Bây giờ mình phải thực hiện nhá. Mình phải thực hiện này. Đó là gì nhỉ? 24 này chia cho cái số chia hỏi chấm này sẽ bằng là 72 chia 9 này. 72 chia 9 kết quả này sẽ bằng 8 đúng không? Đó. Như vậy cái số chia này là bao nhiêu này? Vậy cái hỏi chấm này số chia sẽ bằng là số bị chia là 24, chúng mình đem chia 8. Đó, các em nhớ nhá. Đây là số chia này sẽ bằng số bị chia mà mình đem chia cho thương đấy. Không chưa nào? Vậy thì hỏi chấm sẽ bằng là 3. Chúng ta điền số 3 vào đây. Tiếp theo là trong phép nhân. Trong phép nhân thì đây chính là thừa số chưa biết thôi. Đấy, thừa số chưa biết sẽ bằng tích chia cho thừa số đã biết. Hỏi chấm nhân 8 thì bằng 400. Như vậy hỏi chấm là thừa số chưa biết sẽ bằng tích là 400. Chia cho thừa số đã biết là chia 8. Đấy, các em có thể nhẩm hoặc đặt tính ra. Nó sẽ bằng là 50. Phép tính trừ. Phép tính trừ thì đứng trước dấu trừ nó gọi là số bị trừ em ạ. Số bị trừ này. Trừ đi số trừ ta được kết quả gọi là hiệu. Thầy viết tắt các ký hiệu nhé. Số bị trừ trừ đi số trừ được hiệu. Như vậy số bị trừ chưa biết nó sẽ bằng gì nhỉ? À số bị trừ nó sẽ bằng là hiệu là 518 này cộng với số trừ là 125. Đó, đây, số bị trừ này sẽ bằng hiệu cộng với số trừ, em nhớ nhá. Như vậy hỏi chấm của mình sẽ bằng là 643. Em đặt tính ra, em sẽ ra được kết quả như thầy. Vậy chúng ta điền ở đây là 643 nhé. Tiếp theo là phép tính cộng. Trong phép tính cộng thì vai trò của các số như sau, đó là số hạng này cộng với số hạng thì được kết quả gọi là tổng. Đây là tổng em nhé. À, như vậy thì số hạng chưa biết thì sẽ bằng là gì? Sẽ bằng tổng là 729 này. Chúng mình trừ đi số hạng đã biết là 356. Vậy thì hỏi chấm này sẽ bằng 373. Em đặt tính ra em sẽ có kết quả như thế này nhé. Rồi, chúng ta cùng đến với bài tiếp theo. Là bài số 3. Tính giá trị của biểu thức. Có dấu ngoặc thì mình phải ưu tiên là cho ngoặc trước các bạn. 495 trừ 27. Nào chúng ta, cái bài này chúng ta đặt tính cẩn thận nào. Đây nha. Trước hết là 495 trừ 27 chúng ta làm cho ngoặc trước này. Năm không trừ được 7 thì mình lấy 15 trừ đi 7 thì còn 8, viết 8 nhớ 1. 9 trừ đi 1 thì còn 8, 8 trừ đi 2 là còn 6. 6 này. À 4 này, 468 chưa? Và đem chia cho 9. Đấy, bây giờ mình sẽ lại đặt tính thôi. 468 này mình chia 9. Bốn không chia được 9 thì mình lấy 46 chia 9 nhé thì bằng 5. 5 chia 9 bằng 45. 46 trừ đi 45 thì còn 1. Hạ 8 xuống ta được số 18. 18 chia 9 thì được 2, biết 2. 2 chia 9 bằng 18. 18 trừ 18 thì còn 0. Đó, như vậy kết quả bằng 52. Biểu thức tiếp theo đó là chia và nhân thì mình cứ làm lần lượt từ trái sang phải thôi em nhé. 280 mà mình chia 5. Hai không chia được 5 mình lấy 28 chia 5 nhé. 28 chia 5 được 5, viết 5 này. 5 nhân 5 bằng 25 này. 28 trừ 25 được còn 3 này. Hạ 0 xuống ta được số 30. 30 mà chia 5 được 6, viết 6. 6 nhân 5 là 30. 30 trừ 30 còn 0. Như vậy, sau khi chia xong ở đây mình được 56 này. Sau đó mình lại nhân 3 ở đây. Em hiểu chưa?
À, 56 nhân 3 thì dễ rồi đúng không? Rất là quen. Em đặt tính ra nhé. Kết quả là 168 các bạn. Chúng ta đã xong bài 3. Tiếp theo là bài tự luận số 4. Viết biểu thức thích hợp để ý A này. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD. Là chúng ta cùng nhìn nhé. ABCD. Thì ở đây có 3 đoạn đúng không? À, chúng ta có hai cách làm. Đoạn thứ nhất là 32 đúng không? 32 này. Cộng đoạn thứ hai là 32 này. À, cộng đoạn thứ ba là 59. Đều đơn vị là mm rồi. 32 cộng 32 này cộng 59. Bây giờ chúng ta làm lần lượt từ trái sang phải thôi. Thì chúng ta sẽ được kết quả là 123. Đơn vị là mm. Và đáp số là 123 mm. Thế còn cách số 2 thì các em có thể làm như thế này. Chúng ta thấy rằng là có hai đoạn đều là 32 thì cộng lại thì tức là 32 nhân 2 đấy. Cộng với lại 59. Đấy, đây là một cách khác để chúng ta ghi vào cái biểu thức này. Các bạn hiểu chưa nào? Ok nha. Tiếp theo chúng ta đến với ý B của cái bài số 4 này. Ý B thì bài yêu cầu chúng ta là tính cân nặng của quả dứa. Chúng ta nhìn thấy cái vạch cân thăng bằng là vạch mà kim màu đỏ này. Nó đang ở giữa, nó đang thăng bằng. Tức là đĩa cân bên trái này nó sẽ nặng bằng đĩa cân bên phải các bạn. Đó. Thế vậy đĩa cân bên phải này có 3 quả cân là 200 gram đúng không? 3 quả cân là 200 gram. Đĩa cân bên phải nó sẽ là gì? À, nó sẽ là 200 nhân 3. Đó, 200 nhân 3. Và thầy trừ đi cái quả cân 50 gram ở bên trái này thì thầy sẽ ra quả dứa đúng không? Em đã hiểu ý tưởng chưa? Đây em, nếu mà bạn nào vẫn chưa nhìn ra thì thầy sẽ viết cụ thể hơn cho các em. Đó là gì? Đó là 50 gram ở bên đi cái bên trái cộng thêm quả dứa nữa. Thì sẽ bằng là bên này là bên phải này. Sẽ là 200 gram cộng 200 gram cộng 200 gram tức là sẽ bằng là 200 nhân 3. Đúng không? Như vậy thì cái hỏi chấm này sẽ bằng là cái kết quả của 200 nhân 3 này chúng ta trừ đi 50. Thì đúng là cái phần biểu thức mà thầy đã thay vào đây chưa? Em đã hiểu chưa? Ừ. 200 nhân 3 thì bằng 600. Chúng ta làm nhân trước nhé. 600 trừ đi 50 này. Thì nó sẽ ra được là 550. Đơn vị là gam. Và đáp số là 550 gam. Đó. Tiếp theo là bài số 5. Vụ mùa này anh Sơn thu hoạch được 225 kg khoai tây. Sau khi bán đi 50 kg này, anh chia đều số khoai tây còn lại vào 5 bao để tiện bảo quản. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg khoai tây? À, với câu hỏi này thì bài này là chúng ta có hai bước rồi ạ. Với bài toán này có hai bước. Bước một là chúng ta phải tính cho thầy là xem là cái lượng khoai tây còn lại của anh là bao nhiêu. Ừ, đúng không? Bây giờ ban đầu của anh có này. Lúc đầu này. Của anh có là 225 kg này. Bán đi này. Tức là đã bán ấy, đúng không? 50 kg. Vậy bây giờ thầy hỏi chúng ta là còn lại là bao nhiêu? Em có tính được không nào? Thầy tin rằng em sẽ tính được. Lấy lúc đầu trừ đi lượng bán đi ra lượng còn lại nhá. Bước 1 đó là mình sẽ tính cái lượng lượng khoai tây còn lại đúng không? Mình có lời văn đó là số kg khoai tây còn lại là thì mình sẽ lấy là 225 này. Chúng mình trừ đi 50 kg đã bán. Thì kết quả thầy sẽ ra là 175 đơn vị là kg. Xong rồi. Thế bây giờ cái lượng còn lại là thầy trò mình đã tính được là 175 kg rồi này. Và việc của anh tiếp theo đó là anh làm gì nhỉ? Anh chia đều vào 5 bao đúng không? Đây anh chia đều vào 5 bao. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. Chia đều vào 5 bao thì anh sẽ thực hiện phép tính nó là 175 chúng ta chia 5 thôi, đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ đi viết lời văn tiếp theo. Đó là số kg khoai tây mỗi bao có là à, những cái lời văn này các em có thể sáng tạo ra, có thể khác lời văn của thầy cũng được nhé.
đó là mình sẽ trả lời là mỗi bao có số kg khoai tây là, đúng không? Hoặc là mỗi bao đựng khoai tây nặng là. Có rất nhiều cách chúng ta nói lời văn. Bây giờ chúng ta sử dụng phép tính là 175. Chúng ta đem chia 5 thì sẽ bằng là 35 đơn vị là kg. Và đáp số em nên ghi đầy đủ cho thầy. 35 kg khoai tây. Đấy là xong bài số 5. Tiếp theo là bài tự luận 6. Một bài cũng rất là thú vị. Rèn luyện cho em là cách chúng ta tư duy về cộng trừ nhân chia nào. Chọn dấu cộng trừ nhân chia tích hợp điền vào chỗ trống. Những cái bài này nó có nhiều cách nhá các em nhá, chứ không phải bắt buộc một cách. Miễn sao em điền làm sao cho nó phù hợp này để ra kết quả như đề bài đã yêu cầu. Ở đây là có tất cả là có 3 số 8 phép tính gì để ra kết quả là 8 đây. Thì các em có thể lấy 8 chia 8 rồi nhân 8 thì nó vẫn sẽ ra kết quả là 8. Được chưa nào? Hoặc các em có thể làm khác thôi. Có thể làm khác là 8 nhân 8 rồi lại chia 8 nó vẫn ra kết quả bằng 8. Hoặc là 8 cộng 8 rồi lại trừ 8 thì các em tính xem có ra bằng 8 không? Hoặc là 8 trừ 8 cộng 8 thì có ra bằng 8 không? Thì có rất nhiều những cái ý tưởng các em có thể suy nghĩ như vậy nhá. Tiếp đến 80 phép tính thế nào với số 5 với số 2 để ra kết quả là 32? Thì đây 80 thầy sẽ chia 5 rồi thầy nhân với 2. 80 thầy chia 5 thì nó sẽ ra là 16, 16 nhân 2 sẽ ra 32. Nhớ nhé, đó là biểu thức chỉ có chia và nhân, nhân và chia thì mình cứ làm lần lượt từ trái sang phải, trái sang phải. Thế còn phép tính biểu thức mà chỉ có cộng, trừ thôi ấy, thì mình sẽ cũng sẽ làm từ trái sang phải, trái sang phải. Đấy là cái kiến thức mà chúng ta cần trang bị để chúng ta làm những cái kiểu bài, đề bài hỏi như thế này em nhé. Như vậy vừa rồi em đã cùng với thầy Tài làm xong các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập trong đề kiểm tra cuối kỳ số 13 rồi. Thầy chúc các em ôn tập thật tốt nhé. Còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.